Ok, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 4 anh em. Rồi, khởi đầu thì chúng ta có hai thiên phong kết hợp với một độc hành. Cũng không có gì to tát quá. Ui, anh Lolo này chơi cuồng giáo này xanh thế. Thế này thì ai mà đỡ đây? Không biết là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây nữa. Cung giá là một trong những cái đội hình mà mình cảm thấy nó khá là mạnh ở tuyến đầu game. Ui, bay này thì anh thiện xạ. Chắc mình sẽ bắt một chút để có thể giữ máu nha anh em. Rồi. Và với những cái trang bị hiện tại thì theo anh em là mình nên lắp cái gì? Một cái áo choàng thủy ngân. Đây, từ từ cho 4 thiện xạ vào cái đã. Mình nghĩ là như thế này thì nó sẽ giúp cho mình mạnh hơn một chút. Ai đây? Ôi giời ơi, ông mày cũng tinh anh vay ne thiện xạ à? Ghê vậy. Mình với bắt thì cũng gặp đồng môn luôn. Căng thế. Thôi lại thua rồi. 3 trận thua liên tục. Hồi nãy thì mình tự dưng lại thắng một cái ông nào đấy, cho nên là bây giờ lại không tích được 5 cái stack thua liên tục. Hơi bị cay. Như này thì chúng ta sẽ bị hơi bị lỗ tiền một chút. Ui, Galio 1 sao đối đầu với Diana tinh anh 2 sao. Úi rồi ôi. Đúng là Galio có một sức mạnh khá là kỳ bí. Không thể nào mà lường trước được. Ở cái gì đấy? Lại trêu mình rồi. Kiểu này không khác gì bảo mình chơi thần tài đi. Giữa hẳn một combo Zinic với cả Anie. Ok, như này nhá. 5 thiện xạ. Vẫn thiếu sự góp mặt của người anh em Zinic nữa. À đâu, Zihin nữa. Thì chúng ta mới có thể chơi được đội hình 6 thiện xạ. Chắc là mình sẽ kiếm một con Tam Ken để nó có thể giúp cho mình có được 3 thần tài. Ui, lại thêm một cái kháng phép này. Đùa tôi à? Khỏi chấm luôn. BF. Và gì nữa? Lại nước mắt. 3 cái nước mắt. Méo hiểu kiểu gì. Trong đầu của mình thì nảy ra một cái ý tưởng nó cũng khá là thú vị. Đây, 3 chén sức mạnh. Đấy, được chưa, được chưa, được chưa. Thiện xạ thường anh em hay lắp với cái trang bị đó chính là tụ bão, đúng không? Tụ bão là một trong những trang bị khá là phù hợp với đội hình thiện xạ. Mà trong cái video ngày hôm nay thì mình lại có quá nhiều nước mắt với các kháng phép như thế này, thì mình sẽ mang lên cho anh em một cái đội hình mới thiện xạ kết hợp với chén sức mạnh. Ủa chưa, là quên xếp con Teemo nó bên kia rồi. Hôm nay con wow, vãi nhà anh. Quay này 3 sao nhìn chất lượng đấy. Ở đâu con Nami 3 sao? Đá đồng tiền bát gạo thật. Nami này thì mà có thêm một cái vọng âm nữa thì cho cái đội hình của mình chắc nó hút bóng luôn quá. Nearly 2 sao. Ồ, để thay vào đây luôn. Được luôn. Chạy thôi, lại bán mẹ cái thằng Yasuo đi nhỉ. Nhưng thôi, bình tĩnh. Yasuo thì nó đang khá là trâu chó ở cái tuyến đầu, cho nên là chắc là mình sẽ giữ lại nó một chút. Giữ lại một chút thôi nha anh em. Cho gặp top 1 xem là đội hình gì. Mình ta đang có khá là nhiều chuỗi thắng. Nhau gặp. Gặp muối vàng ạ. Hôm trước mình nhớ là có một ông nào muối xanh ấy. Gặp ông này muối vàng ạ. Tam Ken. Ui, Tam Ken xong đấu. Kiểu này bét đá lưỡi à. Q200 được chứ. Căng thực sự ạ. Ui, suýt nữa thì mình thắng được ông này. Mà thôi, đang cho cái chuỗi thua mà thắng được thì lại hỏng hết đây anh em ạ. Đây, có Tam Ken đây rồi. Cho nó vào đây. Check map xem nào. Cuồng giáo này, thánh thần song đấu. Càng đang đu rank với cả người yêu anh em ạ. Đang đua với cả bạn Hạnh Lulu. Trận này anh em đánh khá là gách. Ui, Nami vọng âm này. Hình giáo.
Ok. Xem nào. Rồi ôi. Khéo mình thắng được ông này cũng nên này này. Uầy, ông này làm phá mất chuỗi thủ của mình rồi. À được được được, được. Diana chắc là gánh team được. Cứ tưởng như là bị phá mất chuỗi thua nhưng không. Vẫn thua đều đều. Mà thua kiểu này rất là sướng anh em. Vừa tích được cái stack thua lại không bị trừ nhiều máu. Mà đổi lại thì chúng ta sẽ có được những cái trang bị mà mình yêu thích nữa. Thế thì còn điều gì tuyệt vời hơn. Lấy găng phép nha anh em. Đấy. Ok luôn, mày đến đây đi, tao sợ gì mày. Mày đến đây đi, tao sợ gì mày. Hoặc xuống vị trí top 8 như này thì chắc hẳn anh em cũng khá là chán nản phải không? Nhưng mà mình thì lại có một cái ý chí khá là quyết tâm. Hay lấy những cái điều khó khăn như này làm động lực để chúng ta cố gắng hơn nữa. Đấy, 3 chén sức mạnh, được chưa? Cho Timo vào luôn. Vẫn thiếu gì hình nhỉ? Cấp 6 như này thì chúng ta mới chỉ có được 5% ra được những vị tướng 4 tiền mà thôi. Phải thực sự may mắn thì mới có ra được con Zihin. Least in my life. Why? Con Z đồ chất thế. Mà này chắc tính chơi cuồng giáo kết hợp với... Ủa? Con Z này, cái ông này không chơi Z cũng nên ấy. Cầm Z là cầm đồ hộ cho Ad thì phải. Nếu như anh ta sẽ định chơi Z hay là chơi ấy thì mình nghĩ đội hình kẹp kết hợp với cuồng giáo thì nó sẽ khác. Zenix 2 sao, nice. Warwick đi. Ok, cho này vào đi, cho nó trâu hơn chút. Mình là mình cũng không muốn thắng đâu nha. Thắng trận này thì cũng không khoai cho lắm. Mà chúng ta sẽ mất đi cái stack mà ăn bãi sói. Mang một chút. Ông Zen này gặp rồi. Ây cha cha, lại gặp Z bên này nữa. Z bên này thì có 4 nhẫn giả. Khá là căng. Trời ơi, một mình con Z này chắc nó chém hết rồi. Nhưng không sao, chém được là tốt. Chắc là bây giờ mình cũng đang muốn thua mà. Thắng thì nó cũng không giúp cho mình gì nhiều cho lắm. 16 chips on the mine. Ok, cứ up cấp rồi. Không bị gì phải nóng vội cả. Để xem là cái bãi sói này sẽ ra chúng ta những trang bị gì nào. Mình thì cực kỳ thích cái nước mắt với cả kháng phép. Và nếu mà không ra được những cái trang bị đấy thì chắc là mình sẽ tận dụng nó một cái việc khác. Ra đài máu thì chúng ta sẽ lắp cái đấy nha anh em. Tụ bão dây kè. Tụ bão Zeke. Méo ra cái gì hết. Nó ra đồ tập nham thế này là không ưa rồi đấy nha. Gì nick này 10% là gì nhưng mà vẫn ta cũng không nên chơi liều quá. Bao tay đạo tặc nha anh em. Giải tạo con Warwick này đi. Thì thực sự bây giờ thì mình chúng ta cũng không có gì lắp cho lắm. Thôi có cái tụ bão cho nó gì nick nó hưởng tí. 8 trận thua liên tục rồi. Càng dã man. Úi xồi ôi, lại gặp Nami ạ. Ông này top 1 chắc là... Úi xồi. Nó nổ bóng bay thế này rồi. Hỏng rồi. Nổ bóng bay gắt quá. Ui, thua đậm luôn ạ. Cái nick của mình chỉ cần được bắn thêm ma nữa thì chắc là ngon. Nhưng không. À, méo ăn được phần nào cả. Ui, Sejuani này. Thay vào vị trí của Tâm Ken đi. Ôi, Tâm Ken thì lại mất đấu sĩ. Đổi lại thì chúng ta lại có hai tiên phong, cũng không sao.
Top 1 này căng này. 5 cuồng giả bóng ma sau xong đấu, nhận giả bóng ma. Trận này khá là nhiều anh em chơi bóng ma này. Thế này thì con Zenith của mình làm sao mà được bắn đây anh em ơi. Thế này là toang thật rồi. Phải xoay bài thôi, phải xoay bài thôi. Cặp muối vàng à. Bụ lại Seju xong đấu. Ông này cũng là đỉnh cao rồi. Seju xong đấu. Lấy cái gì đánh nhanh nữa. Càng thực sự ạ. Uầy chết rồi. Thua 9 trận liên tục. Và chúng ta đã thắng được muối vàng. Không ngờ luôn. Để xem là có gì nào. Úi dồi ôi. Tại sao không ra cho tôi cái càng phép mà lại ra nước mắt thế này. Rồi. Sử dụng một cái giáp thiên thần nhá. Mình thì mình thích cái hơn. Cái chén sức mạnh hơn. Uầy 5 cái thần tài luôn. Kata Kain luôn này. Ôi 3 con Riven. Riven tinh anh. Bây giờ chúng ta lại có thêm con ấy nữa. Riven tinh anh. Ở thêm một con Riven nữa. Ngon lành ngon lành ngon lành ngon lành. Xem nào xem nào xem nào. Thêm anh em là mình có nên thay đồ của Zenith cho Riven hay không. Tại vì trận này thì mình cảm thấy như là có quá là nhiều anh em chơi cái đội hình sát thủ ấy. Thì cái con ấy của chúng ta sẽ không thể nào mà trụ được lâu. Ok. Chắc là mình sẽ lấy một cái kháng phép nữa. Đấy, giờ chúng ta có 4 cốc. 4 chén sức mạnh. Boost cho Riven thì khỏi bà. Con Riven nghe thì cũng ngon kìa. Nhưng mà nó là cái kháng phép thì mình sẽ lấy rồi. Thực chất bây giờ mình có quá là nhiều cái nước mắt ở nhà. Bây giờ mình còn 2 nước mắt ở nhà này. Trận này là mình có tầm khoảng 2, 4, 5 cái nước mắt. Nước mắt nhiều này chắc để khóc con mẹ luôn này. Buồn. Buồn như con chuột chuột. Lật kèo. Xoay bài. Không biết là có được hay không mới là vấn đề đây này. Căng quá căng quá. Trận anh em chơi mắc ghê luôn. Ok. Mình sẽ cho Riven 3 chén sức mạnh. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Mình sẽ là người tiếp tục đi tiếp. Đây Zumi bảo tặng. Có một chút linh hồn. Bao tay đạo tặc đi. Này cho Seju nhá. Đặt cho Annie nó hứng. Asa list in my life. Ai à. Ui Riven của mình kìa. Bam. Ui bao nhiêu đam. Có nghìn mấy đam ấy anh em. Riven 2 sao mà gần mạnh như 3 sao luôn. Đây là sức mạnh của chén sức mạnh. Sức mạnh của chén sức mạnh nghe nó có vẻ cứ nằm thao ấy nhở. Một thực chất thì nó cũng khá là mạnh đây anh em ạ. Xe đại ca. Cho lên xin vào cũng được. Có cái tụ bã không. Vậy là chúng ta vẫn còn thiếu con Kasupia với cả Lilia. Thì mình có thể chơi được 6 ủ hộp. Wow. Vậy thì kèm một chút 5 tiền vào cũng được. Đây rồi. Ui Evelyn nhìn đồ chất chơi người rơi đấy. Sát thương quét. Xem sát thương quét của Riven của tôi đây. Chả lẽ một mình ngọn Evelyn nó lại cần hết đám anh em tôi nhở. Mày đùa tao. Ui what the fuck. Mèo hiểu kiểu gì luôn. Đùa. Thôi xong mẹ rồi. Vãi nhái từ trước. Đang dễ chết thì chớ. Lại gặp ngay con Evelyn quá biến thái như thế này. Mẹ cái thực sự luôn. Cái đây cái đấy. Nhớ mặt tôi. Quân tử trả thù mấy năm vẫn chưa muộn. Bây giờ thì mình cần thêm một cái kháng phép.
và hai cái đai máu. Những anh em sói hãy giúp tôi được không? Giúp được thì giúp mà không được giúp thì giúp nha. What the fuck, Riven lên 2. Riven trận này nó mắc độ rồi anh em ơi. Ôi, xong rồi. Dịch khổng lồ cho con nào bây giờ. Lilia này ngon, vẫn còn thiếu Cassiopeia nữa đúng không? Seju 2, sẽ là vào đép. Sen. Cassiopeia, where are you bro? Đây. Ồ, con này luôn. Như này đi, ôi chết mẹ rồi, thay vào Jihin mà mất mẹ 6 hồn rồi. Asibala Pakatsukibuso. Tôi không muốn thua, tôi không muốn thua. Cho tôi thắng đi, play. May quá ha. Thực chất bây giờ thì rất khó để có thể ai có thể đánh bại được mình. 35. Cái chén sức mạnh này thì chúng ta sẽ có được bước cho hai đồng minh bên cạnh. Đánh giá nó khá cao đấy. 35 sát thương kỹ năng trong suốt thời gian giao tranh, đồng nghĩa với là chúng ta sẽ có hai con được búp. Di lần này có một chút bí ẩn. Oh man, chúng ta có một cái diệt khổng lồ. Uầy, nhìn di hình của mình lâu lắm mới được cái, những cái trang đội bị xịn sò như thế này ấy nhở. Lâu lắm rồi. Đã từ rất lâu rồi, hơn một năm trôi qua. Mèo 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 mèo. Seju. Mẹ, mỗi lần nhìn thấy con Seju đi xong đấu này là mình lại phì cười. Giáo án này không biết là ở đâu ra đây. Giáo án mới anh em. Rồi, không biết có lại của chúng ta, mình nghĩ là chỉ cần Ron tìm con Rigor 3 sao thôi. Điều này cũng khá là khó. Nhưng mà phải tập đánh đổi thôi. Phải tập chơi thôi anh em ơi. Thích thì chơi mà không thích cũng phải chơi. Thích thì chơi mà không thích thì chơi thôi. Quá là buồn. Ok. Vẫn đang chờ đợi ở cái phiên đi chợ sắp tới. Có thêm một cái chén sức mạnh nữa thì ngon. Ai đây? Please in my life. Con này chắc là chơi Jihin à. Jihin đồ cũng chất đấy. Nhưng mà hãy thử với đoàn 3 cấp của mình đi. Ném thử mồi đi. Được chưa? Một con giòn này, giòn 1 sao. Trông vậy thôi cũng hơi bị mạnh đấy nha. Có đùa. Nha. Có chén sức mạnh hay là có gì hot hot không? Ai có Riven. No. Người anh em, để cho tôi Riven đi play. Đừng. Us. Bị mất Riven từ bà con này. Thì lấy tạm thì nhìn xét đại ca này vậy. Us. Cái thế. Không tránh khỏi. Ui, 8 xong đấu này. Cái độ, cái bao tay đội tặc là một trong những trang bị nó thiên mạnh về lay game. Cho nên là nếu như mà anh em có thì mình nghĩ chúng ta cũng cần ưu tiên một chút. Tôi quá mệt mỏi rồi. Xe đại ca thì thay vào vị trí của... Ui, thêm một con Riven, ngon 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 ngon. Shiba Shiba Shiba. Ngon lành ngon lành ngon lành cành đào. Ok. Cực kỳ phải bình tĩnh. Nếu như mà anh em không muốn phải tạm dừng cuộc chơi thì phải hết sức bình tĩnh cho mình. Ôi giời ơi con Z. Nếu như mà mình chơi cái con gì nhỉ, Zenith từ nãy giờ chắc mình tạm dừng cuộc chơi từ rất là lâu rồi đấy. May mà có được Riven tiếng Anh chứ không là bay mạo rồi. May thì Z. Thà chơi bắt người ta chứ còn hơn là bị người ta chơi bắt. Đúng không anh em? Đi.
thêm một trận ủa dậy chết khá là căng thẳng. Ủa bên này Evelyn vẫn làm một cái điều gì đấy cực kỳ khó chịu. Chà chà. Zihin 2 sao. Thôi như này đi. Nêu vào đây. Nêu vào đây. Bởi vì con Seju của chúng ta mình cảm thấy như là nó cũng tương đối yếu rồi. Thay vào đấy thì mình sẽ pick set. Set này đồ thì cũng khá là chuất. Và nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Thank you anh em rất là nhiều. Ai đây nào? Ôi, đội hình chuyên tướng Vayne tinh anh chuyên tướng kết hợp với thiện xạ. Để xem là có gì nào. Để xem là có gì nào. Đi chưa? Ui giời, này level 9 rồi. Cấp 8 rồi, mình đánh cấp 9 rồi đấy. Được chơi anh em. Ủa con Seju xong đấu này. Chắc anh ta pick để lấy khống chế rồi. Kasopia 2 sao? Ngon. Mình vẫn muốn thêm một cái chén sức mạnh cho Riven cho nên là mình muốn để dành nhá anh em, để dành cái giọt nước mắt thay vì lắp cái Sojin. Nó cũng không có gì hiệu quả cho lắm. Cho nên anh em cũng phải thông cảm cho mình một chút. Anh em đang hỏi tại sao mà không lắp mạnh cái Sojin đi. Tại vì mình đang muốn trông chờ vòng 6 có một cái chén sức mạnh hay là một cái kháng phép gì đấy thì Riven chúng ta là có một sức mạnh kinh khủng hơn nữa. Đây là có 3 cốc, 4 cốc rồi. Mình đang muốn sức mạnh 5 cốc cơ. Và anh em nào muốn kết bạn Facebook mình thì cứ gửi lời mời các bạn. Link Facebook thì mình sẽ để bên dưới. Và đừng quên là comment những ý tưởng của anh em cho mình biết nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mèo 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 mèo. Riven. Trời ơi Riven không biết có nghe thì tiếng của mình nói hay không. Anh em có nghe được không vậy? Tôi là tôi đang khóc nhè với ông ấy. Nghe được thì hãy nói cho tôi biết nhé. Tôi đang rất là cần ông. Mong trận này sẽ win đi. Để mình có thể mua cái con đại cassette này mà không phải cần khóa lại. Ủa chết rồi quên lắp. Ây à. Boom. Quên lắp cái trên cái máy chiếu rồi. Con Riven này thì bây giờ nó lại là khác rồi anh em ạ. X2 Riven. Ừ. Đặt cassette bé đi bạn ơi. Ok, mở khóa. Riven, Riven, Riven. Người anh em ở đâu? Hai thằng vay nè. Mình chiều cho Kasopia, The Red. Red cũng được. Thằng mèo nào cũng được. Đây đây, chắc là cả ông pháp sư này. Chắc mình sẽ mày chiếu này. Mày chạy đi đâu? Nami công chúa bóng bay. Mạnh ở đầu game nhưng mà hơi yếu về cuối. Xem mình đây. Ừ. Ừ. Trời ơi, quét sạch đội hình các bạn. Cũng may là có gì nam phụ một chút. Nhưng mà méo rồi tại sao con Ari này lại trường một phát bay vào hết tem mình luôn. Méo rồi cái gì. Hôm nay mà lên được Ari 3 thì chắc chắn là sẽ cực kỳ đáng sợ đây. Tôi phải đấm một chút đã. Phải đấm một chút đã, Kasuya. Tôi cần Riven thôi, hai con Riven nữa thôi mà, please. Trời. Hôm ra là hơi bị dỗi đấy nha. Rồi, Riven. Đây là có 5 cái chén sức mạnh đấy nhá. Mà Jin của mình lần này ra đồ khá là chất nhở. Mắc chuất luôn. Chuất như nước quất. Ô mũi vàng. Trời ơi có lấy xin 2 sao. Sejuani xong đấu đây này. Nổi xong. Nên vì Seju xong đấu thì mình nghĩ là cho Ire thì chúng ta kích hoạt được thêm thánh thần hay là gì đấy thì sẽ ổn hơn. Jin, Padam, tạm biệt búi vàng, về búi xanh đi. Ui, bên này cũng có set đại ca, cũng có Evelyn. Trận này chắc là mình nghĩ là chúng ta gặp Evelyn chắc là cũng hơi mệt.
Rồi, không có càng phép rồi. Đây, mình sẽ lấy cái vút rồng. Tại vì sát thương của OV lên đó chính là sát thương phép. Cho nên mình sẽ lấy con Seju này nhá. Meo meo, trời ơi, không ra cái càng phép nhờ dối thế. Buồn, thực sự buồn. Wow. Uầy, đại cassette 2 sao. Có cả Lilia nữa. Chắc là mình sẽ bán Zilan đi và mua đại cassette 2 sao. Cái này chắc là lắp cho Cassiopeia. Cũng ổn. Trời ơi, đối thủ chuyên kiếp của chúng ta cuồng giáo bóng ma, 4 bóng ma thì phải. Kinh dã man ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta có đại ca Z 2 sao mà kết hợp với đội hình u hồn, với cả mấy cái chén sức mạnh này thì thôi chứ, khó phải bàn. Ôi thôi chết con mẹ rồi, quên quá Lilia. Nhưng mà thôi không sao, tôi chỉ cần một con Riven nữa thôi thì chúng ta sẽ có Riven 3. May là có một con ấy đỡ đây anh em ạ, chứ không mình khóc. Tự dưng không khóa, tự dưng nó đang con Riven ngon. Ê, bạn trẻ này không biết là làm tính làm cái gì đây. 4 bóng ma, 6 cuộc giáo, đội hình gần như là mắc ping rồi, phải máy chiếu rồi, có cả in 2 luôn à, ghê đấy. Để xem nào, ai mới là người chiến thắng. Trời ơi, hai con Riven của mình nó quẩy cho thì khóc hết, khóc hết nước mắt anh em ạ. Ừ, trâu đi. Cassette nó bế với Galio này thì còn phải bài bản. Ok, đây là mấy Riven 2 sao thôi đấy, mà một con Riven nữa thì mình lên 3 sao mất rồi. Ok. Uầy, giáp lửa. Sắp lửa thì cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Bên này thì được cái nọ set. Giờ mà ra Nico nhỉ. Nico thì game nó lại là dễ luôn ạ. Không biết là anh em có nên nhường người yêu không anh ta. Thắng một trận này thì mà để người yêu nó lại dỗi thì hơi bị buồn. Úi xồi la lại Nico luôn. Trận này nó ép mình thắng này. Để xem có ra Riven hay không đã. Ra Riven nữa thì tôi chán luôn này. Riven không? Đấy, đã bảo rồi, game nó lại là dễ ạ. Riven 3 sao, x3 trên sức mạnh. Sai Nico cho xe đại ca. Này này này, trời ơi, hưởng hết tinh hoa Riven này thì quá là chất. Người giáp lửa, đơm luôn. Ok, trời ơi, trận này là 99% mà thắng rồi. Nhưng mà thôi, trận này chắc mình sẽ nhường cho người yêu của mình. Đây, hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nhé, bye bye anh em.